Chào các bác nông dân, hôm nay mình xin chia sẻ một bí quyết giúp trong thanh long hiệu quả, đó là sử dụng phân bón hữu cơ SCC Ohio. Trước tiên, cùng tìm hiểu vì sao phân bón hữu cơ lại quan trọng nhé. Phân bón hữu cơ không chỉ giúp cây khỏe mạnh mà còn tốt cho môi trường và nâng cao chất lượng trái cây nữa đấy. Để trái thanh long to, đẹp, chúng ta cần bón phân đúng cách và đúng thời điểm. Phân bón hữu cơ SCC Ohio rất giàu đậm, lân, kali, lại còn có các vi sinh vật có lợi giúp đặt luôn màu mỡ, nên bón phân khi cây bắt đầu ra hoa và kết trái. Lúc này cây cần nhiều dinh dưỡng để trái phát triển tốt nhất. Hòa tan một ít phân bón hữu cơ SCC Ohio với nước rồi tưới cho cây, cây sẽ hấp thu dinh dưỡng dễ dàng hơn. Một mẹo nhỏ nữa là kết hợp phân bón hữu cơ SCC Ohio với phân bón lá. Cách này giúp cây nhận dinh dưỡng từ cả gốc và lá, tăng hiệu quả dưỡng trái đáng kể. Khi dùng phân bón hữu cơ SCC Ohio, các bác cũng nhờ tưới nước thường xuyên và trọng cây ở nơi có đủ ánh nắng nhé. Thanh long là cây ưa sáng, cấn được trồng ở chỗ có nắng trực tiếp. Làm theo các bước mình chia sẻ, vụ thanh long tới chắc chắn sẽ đạt năng suất cao và chất lượng tuyệt vời. Các bác có thể ghé thăm website deerdogplant.vn để tìm hiểu thêm về phân bón hữu cơ SCC Ohio và các bí quyết trồng trọt khác. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé.